Thưa quý vị, với nỗ lực xúc tiến mở lại các đường bay quốc tế, Đà Nẵng đã liên tiếp đón những đoàn khách quốc tế trở lại thành phố, đặc biệt là du khách Hàn Quốc. Đây là thị trường khách du lịch trọng điểm của thành phố, khi vào năm 2019, Đà Nẵng đã đón hơn 1,7 triệu lượt khách Hàn Quốc đến tham quan lưu trú tại thành phố. Ngày 29 tháng 4 vừa qua, chuyến bay mang số hiệu VJ879 đáp Đà Nẵng lúc 10 giờ, chở hơn 220 hành khách đầu tiên từ thành phố Incheon, Hàn Quốc đến với Đà Nẵng. Tại ga đến quốc tế, nhiều tiết mục đặc sắc sôi động đã diễn ra. Thành phố cũng đã tổ chức tặng hoa, quà lưu niệm để chào đón du khách. Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, đây là chuyến bay đầu tiên từ thành phố Incheon, Hàn Quốc đến Đà Nẵng và là kết quả của quá trình xúc tiến phục hồi du lịch nói chung, trong đó có việc đẩy mạnh xúc tiến mở lại các đường bay quốc tế đến với thành phố Đà Nẵng sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Và chúng tôi kỳ vọng rằng sau cái chuyến bay đầu tiên này cũng như là cùng với lại cái công tác xúc tiến cái đường bay thời gian qua của thành phố cũng như là của các hãng hàng không thì chúng ta sẽ được đón nhiều các cái chuyến bay quốc tế tới thành phố Đà Nẵng trong cái dịp hè này và trong cái thời gian từ nay đến cuối năm 2022 cũng như là các năm tiếp theo. Trong khuôn khổ hoạt động chào đón chuyến bay từ Hàn Quốc, các đơn vị tổ chức chương trình khảo sát điểm đến cho hơn 15 đơn vị lữ hành uy tín của Hàn Quốc. Trong 5 ngày 4 đêm, khách được tham quan nhiều khu điểm du lịch nổi tiếng của Đà Nẵng và Hội An. Trong đó, tại Đà Nẵng, khách đã lưu trú tại khách sạn Golden Bay. Các đơn vị lữ hành Hàn Quốc cho biết qua chuyến du lịch, khảo sát đều rất hài lòng về các hoạt động cũng như dịch vụ tại Đà Nẵng. Thật sự rất nổi tiếng với người Hàn Quốc vì tôi đã nghe nhiều bạn bè, người thân đi du lịch Đà Nẵng về kể lại. Qua chuyến đi lần này, tôi cũng cảm nhận được rằng vì sao Đà Nẵng lại nổi tiếng như vậy? Vì đúng là thành phố rất đẹp và an toàn. Với sự nỗ lực khôi phục ngành du lịch của Đà Nẵng sau đại dịch, tôi hy vọng thành phố sẽ ngày càng phát triển hơn nữa trong thời gian đến. Khách sạn Golden Bay là một trong số các khách sạn tại Đà Nẵng nhận nhiều khách Hàn Quốc đến lưu trú nhất. Trước thời điểm dịch bệnh, lãnh đạo khách sạn nhận định rằng Đà Nẵng là địa phương rất có sức hấp dẫn đối với du khách Hàn Quốc. Để đảm bảo phục vụ cho du khách khi hoạt động trở lại, khách sạn đã mở 500 phòng trên tổng số 1.000 phòng với hơn 50% nhân sự làm việc trở lại. Bên cạnh đó, khách sạn cũng đầu tư thêm một số dịch vụ mới để hút khách. Sau 2 năm dịch bệnh, khách sạn chúng tôi cũng bị ảnh hưởng nặng nề về cơ sở vật chất cũng như nguồn nhân lực. Đây là thách thức của chúng tôi trong giai đoạn mở lại. Vì vậy, hiện chúng tôi đang tập trung vào chất lượng dịch vụ, chú trọng việc đào tạo nhân lực để có thể đáp ứng phục vụ khách một cách tốt nhất. Trước thời điểm dịch bệnh, Hàn Quốc luôn là thị trường khách hàng đầu với trên 300 chuyến bay từ Hàn Quốc đến với thành phố hàng tuần. Khi mở cửa trở lại, Đà Nẵng vẫn xác định Hàn Quốc là thị trường du lịch trọng điểm của Đà Nẵng. Đồng thời, thành phố sẽ triển khai nhiều sự kiện giao lưu mang tầm cỡ quốc tế, đẩy mạnh truyền thông, quảng bá để thu hút khách Hàn Quốc đến với Đà Nẵng trong thời gian tới.